các bạn đến với Tara Bánh Quy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip. Nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây, cũng như là chia sẻ kênh và follow Instagram của mình ở đây. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì chào các bạn lần nữa, mình là bà cô già của các bạn đây. Mình có một kênh Tara thứ hai, đó là khu vườn nhỏ của Andy. Thì đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về tình cảm, còn đối với Tara Bánh Quy thì mình làm chủ yếu về self love, phát triển bản thân giữa đoán tuần, giữa đoán tháng. Thì hôm nay mình sẽ làm một chủ đề liên quan đến cái mà bạn không biết, đó là điều gì đang diễn ra mà bạn không biết. Thì mình cũng không biết. Thì ở đây mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ 3 mà các bạn thích ha. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là nấu xong nồi cơm. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn nhớ subscribe kênh để ủng hộ mình, cũng như là chia sẻ kênh và nhớ follow Instagram của mình nhé. Thì nói chung mình quay cũng hơi trễ để các bạn thông cảm, thì mình không có nói lớn được. Để coi cái gì, điều gì đang diễn ra mà bạn không hề hay biết. Đầu tiên thì chúng ta có lá The Hermit, chúng ta có lá The World, và chúng ta có lá Death. Ây da, điều gì đang diễn ra mà bạn không hề hay biết? Bài lên ghê quá đi. Thật sự á, nếu mà bài lên như vậy á, mình cảm thấy nó có một cái gì đó nói chung là hơi feel một chút xíu nha. Đối với mình á, tụ 1 á, thì những cái gì mà các bạn đang trải qua á, nó là một cái để các bạn hiểu thêm về thế nào gọi là cuộc sống, thế nào gọi là cuộc đời. Mình biết nó như thế này thì nghe nó sẽ hơi ghê, nhưng mà thật ra nó theo kiểu là nó giống như là cái mà chúng ta đang trải nghiệm á, giống như là cái cơn bệnh dịch này nè, là những cái mà giống như là một cái đời người á, mà người ta trải qua nó chỉ giống như là một lần hoặc là vài lần, giống như ông bà ta ngày xưa mà kiểu giống như trải qua chiến tranh, trải qua dịch bệnh, với cái sự thiếu sót của kinh tế, của tài chính, của y tế vân vân. Thì bây giờ cái mà chúng ta, cái bài học của những bạn chọn tu mẫu, dĩ nhiên nó không có vĩ mô tới độ như vậy, nhưng mà đại loại nó mang cái tính chất như vậy. Tức nghĩa là cái bài học của chúng ta là cái mà bạn sẽ học được một cái vòng xoay, bạn sẽ học được một cái trải nghiệm mà ở đó nó giúp cho các bạn, mình dùng từ gọi là trưởng thành hơn về cái góc nhìn cuộc sống, cái tư duy, cái tâm, gọi là cái nhân sinh quan. Và cái thứ hai, cái điều mà diễn ra mà bạn đang không hề hay biết á, là mình cảm giác cái Hermit này nè, nó với cái The World nó giống như một cái sự thay đổi. Tại vì lá số 9 á, đáng lẽ là nó qua lá số 10 là The Wheel of Fortune, chứ không phải là lên lá 21 là The World. Nhưng mà ở đây nó lên tới 21 luôn, tức nghĩa là cái vòng xoay nó đến tới cái vòng tận cùng luôn. Rồi sau đó nó lại qua Death. Mà Death là cái cũng ghê, tức nghĩa là Death là một cái gì đó mà mang tính kết thúc của một cái chu kỳ và mở ra một chu kỳ mới. Thì mình cảm giác những bạn chọn tụ 1 á, giống như á, là cái chu kỳ của các bạn, giống như mình thường nhìn cái lá The Hermit ở trong cái bộ bài này á, mình nói là một cái người gọi là sao Hermit này nghèo vậy, hoặc là sao Hermit này là một cái gì đó mà nó bần quá, hoặc là nó kiểu giống như là éo le hột meo quá vậy. Tức nghĩa là tại vì cái nó là một cái người đàn ông, thường thường ở trong mấy cái bộ bài khác á, thì nó là một cái người đàn ông mà có một cái bộ đồ đàng hoàng, có một cái trí thức, hoặc là họ đang trong một cái hành trình đi chinh phục cái gì đó. Còn cái The Hermit này tự nhiên mình thấy nó giống như ăn mày vậy đó, hoặc là chờ sung rụng vậy đó, cái mình cảm giác giống như là chết ngựa cái quần vậy đây. Thì mình cảm giác là khi mà lên bài như thế này á, thì có thể cái điều mà các bạn chứng kiến, hoặc là cái điều mà bạn thấy á, nó, hoặc là cái điều mà bạn trải qua, nó sẽ là một cái gì đó mà nó giúp, nó không phải nó giúp, nhưng mà kiểu giống như là mình nói là cái vòng xoay này nè, nó sẽ thay đổi cái có thể nha. Ngày trước á, bạn đang trong một cái tình thế nào đó, thì bây giờ cái tình thế đó nó sẽ có một cái sự thay đổi. Mình nói thẳng là mình không đọc được
cái thay đổi này là cái gì. Thật sự bản thân mình rất là muốn đọc cho các bạn là cái này nó sẽ tốt lên, bởi vì theo cá nhân mình, tức nghĩa là quan điểm của mình thôi nha, thường thì mình sẽ thấy là giống như là từ cái này qua cái này, từ qua the world nó sẽ tốt lên, nhưng mà từ the world xuống death thì mình lại cảm giác giống như là nó sẽ có một cái sự thay đổi, một cái chuyển giao nào đó. Nhưng mà bởi vì những cái lá này là lá của thay đổi, của chuyển giao, của biến đổi, mà nguyên tắc của mình là những cái gì nó chuyển đổi, nó biến đổi mà mang tính gọi là khách quan bên ngoài là mình sẽ không đọc, bởi vì mình không biết được. Giống như là chuyện thời tiết, chuyện bệnh tật, chuyện mà hên xui may rủi, mình chỉ nói đúng một câu, nó là những cái thay đổi đang chờ. Còn nó tích cực hay nó tiêu cực á, thì nó tùy tình huống. Nhưng mà trong cái trải bài này thì thực sự theo cá nhân cảm giác cảm nghĩ của mình thôi á, thì mình cảm thấy nó mình nghĩ nó tích cực, nhưng mà mình cũng không dám 100%, nhưng mà mình nghĩ nó tích cực ở cái chỗ đó là bản thân bạn, mình nghĩ là có thể bạn sẽ, mình cảm giác giống như là một cái thay đổi này nó là một cái gì đó mà mình nghĩ là nó sẽ rất là lớn đó, nó sẽ rất là lớn. Nhưng mà mình cũng cũng không muốn làm tụ một, nó cảm giác mệt mỏi về cái điều mình nói. Thành ra mình nghĩ mình sẽ thử lọc thêm ba lá ở dưới rồi mình sẽ kết lại cái phần ở phía trên, tại vì thật sự ba lá ở phía trên nó nặng đô quá, nó rất là nặng đô luôn. Mình cũng không dám nói trước, mình rất là sợ, tại vì cái mình rất là không có muốn làm người khác hoang mang, tại vì mình cũng sẽ bị hoang mang theo đó. Ở đây thì chúng ta có ba lá nữa, thì ở đây chúng ta có năm cốc, Five of Water là năm cốc, Lost, Father of Air tức nghĩa là King of Swords, và bạn có là Nine of Earth Accumulation. Thì may quá khi mà lên ba lá này thì mình cảm nhận là cái ba lá ở phía trên nó sẽ đi theo hướng tích cực, tức nghĩa là nó chính xác rồi, cái cảm giác của mình chính xác. Tại sao nè, ở đây nè, bạn thấy năm cốc này là năm cái, chắc các bạn sẽ không thấy tại nó sẽ hơi bị tối một chút, nó là cái cốc ở đây bị bể thành ra nó mới xì nước. Mà năm cốc á, thì mà chữ loss nữa tức nghĩa là mất mát, thì mình cảm cái này nó sẽ giống như cái năng lượng của The Hermit, tức nghĩa là nếu thời gian qua bạn trải nghiệm, bạn trải qua những cái thứ không tốt, bạn có những cái mất mát, bạn cảm thấy mọi thứ nó hơi sụp đổ, thì may quá với cái King of Swords và cái Knight of Pentacles, bạn sẽ có đường để sửa và bạn sẽ có đường để khắc phục nó. Và cái death ở đây là cái gọi là những cái mà bạn cần chấm dứt, sẽ phải chấm dứt, và nó mở ra một cái kỷ nguyên mới đúng nghĩa như the world. Nhưng mà đòi hỏi ở đây mình khẳng định 100% không phải là tự nhiên mà đến nha, tại vì King of Swords nó là cái mà bạn cần phải làm nha. King of Swords là người của nguyên tắc, là người của trật tự, là người của kỷ cương, là người của những cái mang tính gọi là hiển nhiên trong tình huống đó phải như vậy. Tức nghĩa là bạn phải dùng lý trí, ở đây không có con tim, ở đây không có chỗ cho tình cảm, chứ không có chỗ cho cảm xúc. Bạn phải bỏ cái cảm xúc đó qua một bên, và bạn phải biết cái gì cần làm và nên làm để làm chi, để bạn mới có lại được cái chính tiền và sự thịnh vượng, là những cái mà bạn sở hữu, bạn những cái mà bạn thật sự đáng có và những cái mà bạn ước ao. Mà để có được nó thì giống như mình nói là, người ta nói là tay làm hàm nhai, tay qua miệng trễ, thì bạn đúng nghĩa là như vậy á. Bạn phải làm thì bạn mới vượt qua được cái này, và nó mới có cái này. Thì mình nghĩ cái này nó giống như một cái gọi là cái friendly reminding, giống như là một cái lời nhắc nhở mang tính thân thiện, theo kiểu là kiểu giống như là ai cũng sẽ có một cái khoảng thời gian lên xuống gập ghềnh. Thì tụi bay đã có một cái khoảng thời gian, nếu mà tụi bay theo kiểu như theo bài thôi nha, kiểu giống như là nếu mà các bạn đã có một cái khoảng thời gian mà các bạn cảm giác khó khăn, thì thật ra chúng ta đã vượt qua một cái giai đoạn rất là khó khăn rồi, thì cái thời gian tới nữa, kiểu giống như là hãy nghĩ tới những cái tích cực, hãy làm những cái tích cực và làm những cái tốt, bởi đó là cái mà một cái người mà họ trưởng thành, họ chín chắn. Tại vì King of Swords là một cái người rất là chín chắn, trưởng thành, và họ có giống như là, tại vì King of Swords là một cái quốc gia, mình thường ví dụ, mình thường hướng dẫn các bạn học của mình đó là vua kiếm là một cái người lớn lên trong một cái môi trường khó khăn và khắc nghiệt, và để trở thành vua thì cái đất nước đó, cái đất nước của chiến tranh, của những cái điều tệ hại đó, nó phải vượt qua rất là nhiều cuộc khó khăn thì nó mới có được cái gì đó ở phía sau. Thì mình nghĩ chính bởi vì cái kinh nghiệm của cái đó, cái kinh nghiệm của những cái khó khăn đó, ông này ông mới trở thành vua, ông mới thống nhất được và mang tới một cái thành quả là chính tiền ở đây. Thì mình nghĩ cái này nè, mình nói rồi, có được thì bạn phải qua được cái giai đoạn này. Thì thật ra mình nghĩ các bạn có đủ tố chất để lên được cái ông vua này, bởi vì bạn biết sao, bạn có The Hermit. The Hermit là người từng trải, là một người có chiều sâu về tâm hồn, là một người lý trí,
nhưng sống bằng một trái tim có cảm xúc ở bên trong. Nói chung bạn nào chơi nhiều với cung xử nữ thì các bạn sẽ hiểu The Hermit nó như thế nào. Thì cái người này nè, mình nghĩ bạn cái tụ một này là cái điều mà bạn không biết, hoặc là đang gọi là đang không để ý nó đang diễn ra, cái điều mà bạn không để ý tới đó là có những cái thay đổi mà nó sẽ giúp cho bản thân bạn hiểu ra là à, trong cuộc đời này có những lúc nó tốt, giống như the world, nó giống như bạn cần cái gì, bạn muốn cái gì, mọi thứ nó đều vẹn toàn, nó đều có sẵn ở đó, nhưng có những cái nó sẽ diễn ra theo hướng ngược ý hoặc là nghịch ý của các bạn là death. Nhưng mà những cái đó là những cái giống như mình nói là thiên tai, là bệnh tật, là khách quan hên xui may rủi bên ngoài. Nhưng mà một giống như người ta nói là ở trên, giống như người ta nói là nhân định ở trong bài bảo, ở dưới là nhân định thắng thiên, nhưng mà ở trên là chạy trời không khỏi nắng, thì mình cảm giác hai cái vế này nó không bao giờ nó mâu thuẫn với nhau hết. Giống như là cuộc đời này có khó khăn thì chúng ta phải biết cách sống với khó khăn đó, hoặc là cuộc đời này có những cái gọi là nằm ngoài sự kiểm soát, đó là chuyện hiển nhiên, đó là chuyện hiển nhiên nha, mình không hề nhắc tới một cái yếu tố gì đó tâm linh ở trong đây hết, nó là điều hiển nhiên, bởi vì chúng ta không thể nào biết hết được cuộc đời này có cái gì. Thì hãy chấp nhận cái sự khách quan đó, chấp nhận cái sự ngẫu nhiên đó như là một cái sự tồn tại song song với chúng ta. Còn cái việc của chúng ta đó là làm sao sống với gì chúng ta có và làm đúng với những gì chúng ta nên làm. Giống như mình nói ở đây thất bát phải không, thì ở đây năm cái cốc này thì có ba cái cốc bị bể thì vẫn còn vốn là hai cái, thì hai cái cốc này nó đầy nước, thì nhiệm vụ của mình là làm sao với hai cái bát này đầy nước thì mình trồng làm sao cho cái mảnh đất này nè nó xanh trở lại và chúng ta sẽ có rau củ trở lại. Thì mình nghĩ cái điều mà âm thầm đang diễn ra đối với bạn nó giống như một cái bài test, một cái sự thử thách mà cuộc sống dành cho các bạn để các bạn hiểu ra được là như thế nào, thì mình nghĩ nó nhẹ nhàng hơn. Xin chào các bạn trong tổ số 2 ha. Trước khi đi vô phần giải bài thì các bạn nhớ subscribe kênh để ủng hộ mình, chia sẻ kênh và follow Instagram của mình ở đây ha. Thì để coi coi là điều gì đang diễn ra mà bạn không biết. Chúng ta có lá Ace of Cups. Chúng ta có lá Ten, Ten đúng không? Ten of Swords. Ten of Swords, Ace of Cups. Và lá the Magician. Cái tủ này hay. Cái điều mà đang diễn ra mà bạn không hề hay biết đó, nó là nó liên quan đến một cái mình cảm nhận thôi ha, là mình cảm giác nó có một cái mớ xà bần nào đó nó ở dưới đây, và cái thứ mà các bạn đang làm là ngôi lên. Mình không biết là bạn đang bị mắc kẹt hoặc là chìm đắm trong cái cảm xúc của cái gì, hoặc là bạn có đang tiếc nuối một cái gì không, kiểu giống như là tiếc nuối một cuộc tình, tiếc nuối vì mất tiền, tiếc nuối một mối quan hệ, tiếc nuối một người yêu, một người bạn, một công ty, tiếc nuối về gia đình vân vân. Thì dù bạn tiếc nuối cái gì á thì bài nó nói đó là tụi bay đang đang hơi kiểu giống như là đang đang drama quá vấn đề. Ở đây không phải là mình nói các bạn theo kiểu là chỉ trích, bởi vì thật sự là mình cảm giác ở đây nó có cái gì đó là một tụi bạn các bạn rất là cố gắng để vươn lên. Mình cảm giác ở đây cái 10 kiếm này là tức nghĩa là tao biết tao chìm, nhưng mà tao gắng ngóc đầu lên nó để tao lấy hơi, tao thở. Tự nhiên đọc xong bị ngợp á. Rồi cái kiểu giống như là nhưng mà tao thì tao cũng biết là tao mệt, nhưng mà để tao thở cái đã rồi tao làm tiếp. Thì mình cảm nhận được cái mớ xà bần đó, cái điều đang diễn ra với các bạn là những cái cảm xúc tiêu cực, những cái vướng vướng mắc, những cái gánh nặng, những cái cảm xúc của tiếc nuối, của mong chờ vào tương lai, của kỳ vọng vào kỳ tích, của những cái khao khát, của những của những cái khao khát, của những cái thèm muốn, của những cái gì đó mà mình cảm giác giống như mình vẫn nói ở đây là một cái ly rất là đẹp, nhưng mà cái chân ly á, thì nó hơi bị cầu kỳ quá so với cái cốc ở dưới cái ly, cái phần ly đựng ở phía trên. Thì mình cảm giác nó giống như là các bạn giống như là đang giống như ông râu ông này cắm cắm cầm bà kia, nó kiểu giống như là bạn đang làm sai cách một cái gì đó, hoặc là cũng có thể cái thông điệp này nó nói với mấy bạn là tụi bay đang 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 làm sai một cái gì đó đó, tụi bay nên sửa đi. Thì mình không biết là các bạn đang làm sai cái gì, nói thiệt là mình không đọc được, mình không thấy, mình chỉ biết là tại thiệt ra đã nói cái chủ đề nó là điều gì đang diễn ra mà bạn không biết, mà biết nó làm chi. Thì mình
các bạn á, vẫn phải nghiệm cái này là cái gì thôi, mình không thể nào dẫn hết cho các bạn được. Thật ra mình cũng đâu có biết, thì mình chỉ biết cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là 10 kiếm, mình nghĩ mấy bạn chọn tụ hai là các bạn đang bị, ngoài cái chuyện over cảm xúc, hoặc là có thể các bạn cũng không over mà các bạn thực tế đang cảm thấy rất là nặng nề, nhưng mà mình vẫn cảm giác một cái điều đó là các bạn không có chịu thay đổi, các bạn không có nghĩ rằng sẽ thay đổi, hoặc các bạn muốn thay đổi nó theo một cách dễ dàng hơn. Mình để chữ dễ dàng ở trong ngoặc kép bởi vì mình thấy mấy bạn rất là hơi 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 thôi, đừng có rất hơi hơi lười lại, mình cảm giác hơi lười. Mình hay nói với mấy bạn kiểu giống như là giờ muốn muốn đẹp là phải kiên trì, muốn giỏi là phải học, nhưng mà nghe nó chung chung quá, nhưng mà người ta không có tin vào những thứ đó, người ta chỉ tin vào những thứ giống như là ok mày uống thuốc này đi giảm cân liền cấp tốc trong vòng 5 ngày, hoặc là kiểu giống như là mày hãy đi hút mỡ đi thì tự động bụng mày nó sẽ ốm, nó sẽ nhỏ, hoặc là mày chỉ cần học A tiếng Anh trong vòng 15 phút mỗi ngày là mày sẽ master English trong vòng 1 tháng. Đéo có mấy cái chuyện đó như cái của gì, không có đâu. Nó chỉ là những thứ nó mang tính gọi là thu hút thôi, nó thu hút mấy bạn ở cái góc độ gọi là trước mắt, là không có cái gì dễ ăn hết đấy mẹ, nói thẳng không có cái gì dễ ăn hết đó. Muốn đẹp mà lâu dài á thì phải làm sao cho cơ thể của mình nó khỏe mạnh, muốn thông minh mà lâu dài á thì là lúc nào cũng phải gọi là rèn luyện bản thân, trau dồi bản thân, còn muốn mà có một cái thành công nào đó mà bền vững á thì bạn phải tiếp tục làm. Thì ở đây mình cảm giác cái lá The Magician này nè, nó giống như là một cái lời nhắc nhở mấy bạn vậy đó. Mình cảm thấy mấy bạn muốn, mấy bạn có một cái gì đó trước mặt, giống như giờ tao nghèo tao muốn có tiền thì thay vì tao đi làm tao đi ăn cắp, thì đây là một cái ví dụ giống vậy. Hoặc giống như là giờ tao muốn làm sếp á, tại vì thằng sếp tao nó tao lên làm sếp thì nó sẽ gọi là có tiền nhiều hơn, nó sẽ có quyền lực hơn, sẽ có ảnh hưởng hơn. Nhưng mà trước khi làm sếp á, thật ra đối với mình đó nha, cái việc làm sếp á nó không có quan trọng theo cái kiểu mà mình phải lên. Dĩ nhiên là ai cũng chả muốn lên làm sếp, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là khi mà bạn lên làm sếp mà bạn chưa sẵn sàng để làm sếp á, bạn sẽ học được một cái bài học liên quan tới chuyện là ở dưới nó coi thường mấy bạn. Đó là sự thật nha. Bạn bạn không có đủ kiến thức, bạn không có đủ cái nghiệp vụ lẫn cái kinh nghiệm cũng như là cái gọi là kỹ năng mềm lẫn kỹ năng cứng để chia sẻ lại với người khác thì không có ai phục hết đó. Một là không phục, hai là bạn cũng không có làm ra hồn ra vía gì hết. Đó là sự thật nha. Tại vì cái trách nhiệm đi kèm với cái chức vụ nó cao lắm. Đúng là lên làm sếp nó sẽ sướng hơn thiệt. Nó sướng ở cái chỗ là bạn có quyền, nhưng mà cái mà bạn bạn có nữa là bạn phải có một cái tâm huyết và một cái kiến thức, một cái bản lĩnh nó đủ nữa thì bạn mới đi dài hơn được. Bạn không đi ở công ty này thì bạn đi công ty khác. Còn cái này là cái mà mình cảm thấy mấy bạn chọn tổ số 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 2 này là các bạn không có. Cái cốc này vốn dĩ là một cái cốc, nó chỉ có cái vỏ thôi. Mình cảm giác mấy bạn muốn lắp cái vỏ đó, các bạn muốn nói à bây giờ tao có cái ly này, bây giờ cái ly của tao xịn đó, nhưng mà tao muốn nó xịn hơn. Thì muốn nó xịn hơn thì The Magician ở đây nó nói là phải học, phải làm, phải thay đổi. Giống như mày nói là giống như nếu đây là chuyện tình cảm đi nha, thì mình cảm giác các bạn đang đang cố cố đấm ăn xôi, giống như là tao yêu nó lắm, thành ra tao phải chinh phục nó, tao sẽ đi van xin nó, tao sẽ cua nó, tao sẽ chấp nhận hy sinh vì nó. Nói chung là những cái thứ đó không phải là yêu, những cái thứ đó gọi là quỷ quái. Bạn có The Wheel of Fortune, bạn có Nine of Air, ở trên 10 kiếm, ở dưới 9 kiếm, còn gì tuyệt vời hơn, còn gì tuyệt vời hơn cái combo này, 19 cái kiếm, lụi kiểu nào cho hết. Và bạn có lá Small Medicines, ấy, không, lá này là Big Medicine Wheel, tức nghĩa là 21, lá The World, còn lá này lá số 10, đúng là tụi này có khuynh hướng là muốn làm biếng nè, à. Muốn ngồi mát xới bát vàng đây. Nè, nói nghe, đối với ba cái lá ở dưới đây á, thì mình nói với mấy bạn tròn tụ hai như thế này. Cái điều mà bạn đang diễn ra mà các bạn không biết á, nó là một cái, mình dùng từ đó là một cái cơ hội rất là lớn đối với các bạn dòng tụ số 2. Bởi vì á, cái tụ số 2 á, giống như đây là một cái một cái thay đổi, tại vì cái là the world lớn này nè, cái lá này nè, là được dịch là một cái sự thay đổi, một cái sự kết thúc của một cái chu kỳ nào đó, và nó mở ra một cái chương mới cho cái người này. Nhưng mà bài của các bạn lên á, giống như cái con cú ở đây nè, theo mình coi trên Discovery, dĩ nhiên không phải là con cú nha, mà nó liên quan đến con đại bàng hoặc là con ở ngoài đại bàng. Đó là khi mà đại bàng nó đẹp tới cái độ tuổi là 30 cho đến 40 tuổi á, thì nó sẽ có một cái, có gọi là người ta gọi là có một cái chu kỳ quan trọng trong cuộc đời của nó, hoặc là nó sẽ chết. Hai là nó phải tự nhổ từng cọng lông trên người của nó hết. Sau đó
đập bể cái mỏ mà nó mổ á, để mọc lại lông mới và mọc lại mỏ mới thì nó sẽ sống được rất là lâu, ít nhất là gấp đôi cái số tuổi của nó lên, cho đến có khi là lên hàng trăm tuổi. Nhưng mà cái tỷ lệ chết của những cái con mà không có chịu đập mỏ với chịu mà bỏ lông nó cũng rất là cao, bởi vì cái thời gian đó nó sẽ rất là khó khăn, bởi vì không có ăn được, không có bay được mà rất là dễ bị tổn thương. Thì bạn giống như vậy á, bạn giống như cái con cú này nè, cái con cú này nó cũng rụng lông nè, lông nó rụng mà kiểu giống như mình cảm giác giống như mấy bạn mới rụng lông mà các bạn đã sợ rồi. Thì nó có hai khả năng, một là bạn muốn đi đường dễ giống như nãy mình nói ở trên, đó là ăn duyên giảm cân, hay là muốn học giỏi thì các bạn đi copy bài, đối với mà những cái thứ nó không có tác dụng. Thì mình cảm giác ở đây nè, cái điều mà bạn cần học, cái điều mà đang diễn ra mà bạn không biết, nó giống như một cái bài test. Mà cái bài test của cái tụi hai này nó khác với bài test của tụi một. Tụi một cũng là một bài test nhưng mà nó là bài test của sự thấu hiểu. Còn của bạn á, nó là một cái bài test. Của bạn là một cái bài test, nhưng mà cái bài test đó là liên quan đến bài test của cái sự gọi là chấp nhận để trưởng thành. Giống như ở đây này, bạn thấy không? Từ đây qua đây là một cái con chim tung cánh gian bay, giống như là thay vì vô nồi lửa, không, ở đây là cái nồi, ví dụ thôi nhé, đây không phải là cái chảo lửa đâu nhé, nhưng mà giống giống như thôi. Có nghĩa là nếu bạn quyết định bỏ cái bộ lông cũ đó, bạn giống như con đại bàng đó, hoặc là bạn chọn chết trong im ái, đó là tới 30 40 tuổi ngẫm ngẫm theo kiểu con đại bàng đó, đó là như thế. Hai là bạn quyết định phải tái sinh, là cái thứ hai. Tại thật ra the magician đó, có cái nghĩa nè, the magician này nè, nó có cái nghĩa đó là một cái người mà có khả năng master, tức nghĩa là một cái người trở thành một cái bậc thầy trong một cái lĩnh vực nào đó, hoặc là trong một cái sự thay đổi nào đó. Thì nếu bản thân của những bạn chọn tụ hai đang có những cái cơ hội nào đó đến với các bạn á, thì các bạn hãy đón nhận nó, dù nó ở dưới dạng là thử thách hay cơ hội, để các bạn phát triển và để các bạn gọi là thay đổi. Còn nếu mà các bạn đang trong một cái thời gian không thấy cơ hội gì hết, không thấy may mắn gì hết, không thấy có bất kỳ một cái gì mà nãy giờ mình nói, thì điều đó đồng nghĩa với cái việc đó là các bạn không có thấy cái gì hết. Đúng nghĩa là các bạn không có nhận ra luôn bất kỳ một cái bài học, một cái chuyện gì hết. Chuyện này cũng là chuyện hiển nhiên luôn, có những người họ không nhận ra họ sai chỗ nào, và họ cũng không biết họ đúng ở đâu luôn. Những cái trường hợp đó thì rất là khó để chỉ đường, hoặc là chỉ để hướng dẫn cho họ, cho đến một lúc nào đó họ nhận ra được. Thì có thể một số bạn chọn tụi hai sẽ rơi vào cái trường hợp đó là bị hoang mang. Còn một cái trường hợp thứ ba này nữa, nghe nó cũng vô lý lắm nhưng mà nó cũng rất là có lý, đó là tự hoang mang. Giống như là nãy giờ mình nói phải không, cái mấy bạn nói ủa sao ông nội này em nói cái gì cũng đúng hết, nhưng mà mình thấy cái gì nó cũng chưa chắc hết, kiểu giống như là ông nội này em nói sao nghe hợp lý quá, nghe có lý quá, nghe ghê quá, rồi không biết làm sao đây, không biết mình có nằm trong trường hợp đó không, không biết mình có bị vậy không, rồi bài học là gì, cơ hội là gì, thách thức là gì, khó khăn là gì, chết mẹ rồi sao giờ, kiểu giống vậy đó. Đó là cái trường hợp của cái nhóm gọi là tự hoang mang đó. Thì khẳng định đây luôn, đó là nếu bạn nằm trong cái nhóm đó thì bạn sẽ rơi vào cái ở trên, tức nghĩa là bạn đang tự drama hóa cái cuộc sống của các bạn lên, và nó cũng không được gì hết trơn á, kiểu giống như là tụi bay không có bị mẹ gì hết á, tụi bay vẫn bình thường hết, thành ra tụi bay cứ sống tiếp đi, kiểu giống vậy. Xin chào các bạn chọn tụi số 3 ha, thì các bạn nhớ subscribe kênh để ủng hộ mình, chia sẻ kênh và follow Instagram của mình ha. Thì để coi coi là nó sẽ hơi nhỏ một chút xíu, các bạn có thể đeo tai nghe để dễ nghe hơn, tại bây giờ nó rất là trẻ rồi, người ta đã ngủ được một giấc hết rồi đó. Bài học, không phải bài học, điều gì đang diễn ra mà bạn không hề hay biết. Bạn coi lá sáu kiếm, The Sun hả? Không, Hierophant và Four of Swords. Bạn có 10 kiếm nè, 10 kiếm nhưng mà dưới danh nghĩa của 6 kiếm và 4 kiếm. Điều gì đang diễn ra? Bạn biết là gì không? Bạn có một cái sự thay đổi về nhân sinh quan, mà ở đó cái nhân sinh quan này á, nó là một cái người nào đó họ sẽ giúp bạn nhận ra được cái điều này. Đó là trong cuộc đời này sẽ không có những cái sự lựa chọn mang tính gọi là được lòng cả hai, hoặc là các bạn sẽ không bao giờ có được những cái lựa chọn mà thuận lòng các bạn hết. Ở đây các bạn đừng nghĩ nó là cái gì đó quá ghê gớm, tức nghĩa là bạn là một người luôn tin rằng quyết định lựa chọn của mình là đúng. Nếu mình cố gắng, hoặc là các bạn luôn tin rằng mọi thứ nó sẽ đều có cách không sai, tư tưởng nó không có gì sai hết. Nhưng mà ở đây á, bạn luôn luôn muốn đi tìm một cái lựa chọn tốt nhất,
nhưng mà đôi khi không có cái lựa chọn tốt nhất đó. Giống như bạn nói là tao là người hồi xưa, cái ông này nè, trong cái lá bài này là một cái ông diệt rồng, một cái ông kiếm sĩ diệt rồng. Cái lá này rất là thú vị, là một cái ông là cái dưới chân ổng là một con rồng, ổng là một cái ông già, và ở trên đây nó có năm cây kiếm. Thật ra khi mà mình nhìn cái lá này nè, bạn biết mình mà ở xung quanh ổng có rất là nhiều cái gọi là nón, rồi áo giáp, rồi tùm lum tùm la. Lúc mà mình nhìn cái lá này á, mình nói ô cha ông già này hay ghê, nhưng mà sau khi mình nhìn kỹ lại á, thì mình nhận được một điều á, là cái người giết con rồng này á, là ổng hay là người khác. Tức nghĩa là làm sao? Tức nghĩa là trước đó đã có rất là nhiều người đánh con rồng này rồi, rồi ông này ổng lại ông quất một phát nữa nó chết, rồi ổng là người diệt rồng. Hay hay là đơn giản hơn, tức nghĩa là trong cái trường hợp đó nó có hai trường hợp: hoặc đó là ông này ăn hên, hai là thật sự ông này ông đã ổng ổng có nguyên một đội quân đấu chung với ổng, xong người ta chết hết con mình ổng. Thì cái này nó đại diện cho cái trường hợp đó là nếu bạn từ trước tới giờ bạn nghĩ rằng á, bạn làm được cái điều đó, nó có thể đúng mất mà nó cũng có thể là sai. Hoặc giống như hồi xưa giờ bạn luôn tin rằng á, bạn là người ok, mình luôn luôn đưa ra lựa chọn đúng, mình luôn luôn làm đúng trong tình cảm, mình luôn luôn là người hy sinh, mình luôn luôn là người quyết định, mình luôn luôn là người có những cái lựa chọn khôn ngoan, thông minh, sắc sảo, sắc sảo, là một cái người có tất cả mọi thứ theo cách mình muốn. Thì bãi đây nó nói là không có nha, nó nói là đến bây giờ là cái điều mà đang diễn ra là cái nó không có phủ nhận cái cũ, mà nó nói là tụi bay có được cái điều đó đơn nghĩa theo kiểu là tụi bay cũng tốt thiệt, tụi bay cũng giỏi thiệt, chả ai phủ nhận được cái chuyện ông này ông diệt con rồng đúng. Tức nghĩa là suy cho cùng ai diệt con rồng này, ông này, tại vì ông là người cắm cái kiếm lên đầu con này và không có ai khác nữa, thì ông là người diệt. Thì giống như câu chuyện của bạn, bạn có thể là một người rất thông minh, bạn rất giỏi trong lĩnh vực ABCD, bạn có kinh nghiệm trong cuộc sống AEFGH, nhưng mà không phải cái nào bạn làm là cũng đúng, là một. Thứ hai nữa là mình đọc được đó, là tại sao mình nói là các bạn sẽ được một cái người nào đó hướng dẫn hoặc là chỉ bảo hoặc là định hướng hoặc là làm khai sáng cái tinh thần của bạn, bởi vì bạn có 6 kiếm xuống còn 4 kiếm, từ 6 kiếm xuống xuống thành 4 kiếm, tức nghĩa là mất đi hai kiếm. Hai kiếm đó, hai kiếm đó, thường được dịch đó là phân vân, là lựa chọn, là mong muốn đi tìm được một cái tốt nhất, một cái lựa chọn tốt nhất. Ví dụ như vậy, bạn không thích lựa chọn A, bạn cũng không thích lựa chọn B, bạn nói giờ phải chi bạn có một cái lựa chọn C là tốt tốt nhất. Nhưng mà đối với hai kiếm là không có cái lựa chọn C đó, bạn chỉ được chọn A hoặc là B. Thì cái bốn kiếm ở đây nó đại diện cho cái việc đó, đó là bạn vẫn cứ cố gắng suy nghĩ là phải làm chi có được cái C, phải làm chi có được cái C. Cái điều mà đang âm thầm diễn ra đó là không có cái C đó. Bạn phải chấp nhận cái sự kiện đó là nếu bốn cái kiếm này cắm vô cái cây gỗ này thì chuyện đó là chuyện hiển nhiên, bạn không thể nào có cách nào đó để bạn sửa nó được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu bạn nào mà có biết về gỗ á, nó có một cái hay đó là cái gì, đó là khi mà tất cả mọi thứ ghim lên nó, cái vết thương nó không có lành, cái vết gỗ đó sẽ không bao giờ được lắp lại hết, mà nó sẽ gọi là một cái chỗ khuyết hoặc là thành một cái vết sẹo luôn. Nếu bạn để tự nhiên nha, mình không có tính tới sự can thiệp của con người vô nha, thì nó sẽ luôn luôn là như vậy. Thì bài đây nó nói đó là cái điều mà đang âm thầm diễn ra đó là bản thân của các bạn, một á, là các bạn đang né tránh một cái vấn đề nào đó, hai là các bạn đang cố gắng phớt lờ một cái vấn đề nào đó, hoặc là bạn đang cố gắng cố đấm ăn xôi ở một cái vấn đề nào đó, có thể là liên quan đến tình cảm, liên quan đến công việc, liên quan đến cuộc sống, và bạn cho rằng đó là nếu mình cố gắng đủ, hoặc là nếu mà mình phớt lờ đủ, nếu mà mình chịu khó hơn nữa thì nó sẽ khác đi. Bài lên không có khác đi, bài lên ở đây đó là khi mà nhân sinh quan của bạn nó là như vậy thì nó chỉ là như vậy thôi, không khác đi được. Hoặc có thể là trong cái câu chuyện đó nó là như vậy thì nó sẽ là như vậy, chứ nó không thể khác đi được. Bạn có lá The Sun, The Sun mà biết là gì, mặt trời chân lý chiếu qua tim đó bạn. Vậy bạn có lá Death, đây tụ này với tụ số 1 á, mình luôn luôn cảm giác cái năng lượng nó mắc cười lắm. Không phải là mình ghép đôi tụ 1 với tụ 3, nhưng mà thiệt sự tụ 1 với tụ 3 ở trội nè, tụ 1 với tụ 3 nó rất là nhiều cái trùng hợp với nhau luôn. Mình nghĩ ở ngoài đời á, chắc cũng có nhiều sự trùng hợp giữa tụ 1 với tụ 3 lắm. Tại vì sao? Tụ 1 á, nó có lá Death và nó có ở đây là 9 tiền, đúng ở vị trí này luôn. Thì tụ này ở đây á, có lá Death và có 10 tiền, 10 tiền, 9 tiền trong bộ này nó rất là giống giống nghĩa với nhau. Đây là sự đủ đầy. Tụ 1 với tụ 3 mình thấy năng lượng nó rất là giống nhau, chỉ có tụ 2 là nó trên mình thôi. Ba lá ở với tụ 1, bài học của nó là bài học của sự thấu hiểu. Đờ xanh nè, mặt trời chân lý chiếu qua tim nè. Thì mình thấy á, là cái tụ 3 này á, cái điều mà đang diễn ra mà bạn không hề hay biết đó là gì? Đó là các bạn có những cái
Mình nghĩ các bạn có những cái yếu tố cần để làm một cái gì đó. Tức nghĩa là làm sao? Tụ một á, là nó không tin là nó có đủ những cái thứ đó, và nó cũng không nghĩ là nó có đủ, mà nó phải vượt qua khó khăn thì nó mới có đủ. Nó là cái nó là một câu chuyện khác. Còn của bạn á, bạn là người có đủ nhưng mà bạn không bao giờ bạn thấy bạn đủ, và bạn nghĩ bạn muốn có đủ nhiều hơn, bạn muốn có nhiều hơn. Nó tới 9 tiền mà nó đã hài lòng rồi, bạn muốn tới 10 tiền. Mà trước đó bạn cũng không phải là một đứa nghèo nghèo xác nghèo xơ, nó là một đứa mà tụ một là 4 tiền hay 5 tiền hay 5 cóc gì đó. Tức nghĩa là một đứa là một con đổ nghèo khỉ đó. Còn bạn không phải là một con đổ nghèo khỉ, mình biết không phải ai cũng giàu, nhưng mà bài này lên của bạn mình cảm giác bạn có đầy đủ tố chất để giàu hoặc là tố chất để phát triển. Nhưng mà bạn thường có cái khuynh hướng gọi là chướng, mình dùng từ chướng khí, hoặc là cái điều mà đang âm thầm diễn ra đối với bạn đó là gì? Đó là bản thân bạn đang không nhận ra được cái sự thay đổi. Cái này nó sẽ giống với tụ hai. Tụ hai nó có một cái vấn đề liên quan đến cái chuyện là những cái thay đổi đến với cuộc đời nó để giúp nó trưởng thành và giúp nó hiểu hơn về cuộc sống, nhưng nó từ chối hiểu hoặc là nó không hiểu. Bạn có lá đế ở đây, giống như là cuộc đời có ngày có đêm, thì trong cái các bạn nghĩ đó là hết ngày thì đêm, hết đêm thì lại ngày, có gì cần phải học đâu. Mặt trời là mặt trời, còn mặt trăng là mặt trăng, trái đất là trái đất, không có gì để học hết. Đúng, thì nó mặt trời, nếu nó chỉ là mặt trời thì nó chỉ là mặt trời, nếu bạn hiểu chỉ vậy thôi. Nhưng mà nếu mà bạn hiểu rộng hơn theo hướng sinh học á, thì mặt trời nó sẽ là một cái thứ quan trọng trong hệ sinh thái, bởi vì không có mặt trời là cây cỏ không sống được. Hoặc nếu mà hiểu theo môn vật lý hoặc là điện học á, thì nó mặt trời sẽ là cái nguồn cung cấp điện hoặc là năng lượng. Tức nghĩa là còn nếu mà ai nói là mặt trời không, không có mặt trăng được không, không có, phải có ngày phải có đêm, làm cho cái nhiệt lượng đó nó được giảm và nó được tăng. Nói chung là nó sẽ có một cái sự cân bằng giữa nhiệt lượng giữa ngày và đêm, kiểu giống như vậy. Thì bài của bạn nó nói là cái tụ này nè, cái kiến thức của bạn, bởi vì bạn có lá the Hierophant. Hierophant là bậc thầy, là người thầy, là một cái người, là cung kim ngưu á, là mấy đứa lì á, hoặc là mấy 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 cái đứa mà gọi là cứng đầu á. Thì tụ ba này từ xưa tới giờ là mình nói luôn là mấy đứa chướng khí và cứng đầu lì lợm. Thì bây giờ cái bài học của các bạn, cái điều mà diễn ra với các bạn mà bạn không nhận ra, đó là có một cái sự thay đổi nào đó mà bạn phải, nói chung bạn sẽ nhận ra được cái điều thay đổi đó bằng một cách thần kỳ nào đó, mình cũng không biết, nhưng mà nói chung là bạn sẽ nhận ra được bằng một cách nào đó, hoặc là có ai đó dẫn đường cho các bạn. Còn nếu không á, thì sẽ không có gì thay đổi đối với những cái bạn chọn tụ số 3 này thôi, bởi vì cuộc đời nó quá tốt rồi, cuộc đời của nó không có vấn đề gì á. Kiểu giống như là nó chỉ biết có ngày có đêm với ăn uống ngủ nghỉ, hoặc nó có một đống này, hoặc á, cũng có thể cái tụ số 3 này nè, cái điều đang âm thầm diễn ra đối với các bạn đó là các bạn sẽ đón nhận một cái gì đó mới, và các bạn phải bỏ đi một cái gì đó cũ để các bạn có được một cái gì đó ở đây. Và cái gì đó ở đây là một đống đồ ăn thức uống, thì nó có thể ngụ ý đó là nếu mà một là một cái cơ hội mới đến với bạn, hai là có thể là các bạn sẽ có một cái gì đó mang tính hữu hình, chẳng hạn như vật chất, địa vị, công việc, một cái gì đó cơ hội mang tính tốt lành đến với các bạn. Hoặc là có thể là các bạn, nếu nó đến dưới dạng danh nghĩa là hình thức, là tinh thần á, thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm nào đó liên quan đến sự 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 là mặt trời chân lý chiếu qua tim. Mình dùng từ thức tỉnh, nhưng mà thức tỉnh này các bạn đừng có hiểu theo kiểu là của những cái kênh khác nha, như kiểu như thức tỉnh tâm linh là thức tỉnh tâm hồn như là dẹp 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 ở cái kênh mình không có cái chuyện đó. Đối với mình, thức tỉnh ở đây tức nghĩa là nhìn nhận và thấu hiểu bản thân của các bạn để các bạn hoàn thiện hơn. Thức tỉnh ở đây là nhận ra, ngộ ra, bừng tỉnh một cái gì đó, một cái chân lý nào đó. Mà cái chân lý đã gọi là chân lý thì nó phải là cái mà được công nhận và được phổ biến, chứ không phải là những cái mà nó mang tính gọi là ngẫu nhiên và mang tính gọi là kiểu giống như là không có rõ ràng. Đối với mình, tất cả những điều thứ đó là những cái rõ ràng, còn cái transformation ở đây là những cái không rõ ràng. Thì mình vẫn khẳng định là có những cái nó không rõ ràng và bạn phải chấp nhận nó luôn. Giống như tụ một mình nói, trong cuộc đời này có những cái may mắn, có những cái hên xui may rủi, có những cái khách quan ở bên ngoài, chẳng hạn như là thiên tai bão lụ bệnh tật, hoặc là may mắn rồi nói chung một cái gì đó của vũ trụ vân vân. Những cái đó là những cái mình không giải thích được, thì hãy chấp nhận nó là những cái mình chưa hiểu, kiểu giống như vậy. Thì cái bài nó lên đây đó với tụ ba đó là hãy chấp nhận một cái sự thật là nó là như vậy đó, đừng có cố gắng chống chọi, đừng có cố gắng thay đổi, đừng có cố gắng bẻ nó theo một cái lập luận nào đó mà tụi bay muốn. Mặc dù tụi bay có muốn nhưng mà tụi bay không có làm được cái điều đó, hoặc nếu tụi bay có làm được thì nó cũng không phải là 100% là đúng.
nó còn những cái thứ khác ở trong đó nữa. Đừng có cố gắng gọt nó lại, đừng có cố gắng thay đổi một cái gì đó ở đây quá nhiều, bởi vì chưa chắc là đúng, kiểu như vậy.